Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn sẽ chia sẻ với các bạn món đó là món bò nộm bò bóp thấu. Thì để làm cái này thì mình chuẩn bị hai lạng thịt bò đây rồi. Đấy. Ngoài ra thì cái nguyên liệu của mình thì có củ hành tây này, quả khế này, khế này của mình khế chua nhá. Dứa mình dùng một quả nhỏ nhưng cái này thì cả quả mình thì mình chỉ dùng 1/4 thôi. Đấy thì mình để gọt sẵn đây. Đấy. Và một ít cà rốt, một ít mùi tàu, một ít húng tím, húng quả hà. Đấy. Hoặc là các bạn có thể cho thêm mùi tang được. Một ít nạc mình rang sẵn rồi đây. Và một ít vừng, vừng mình cho ít thôi đấy, mình rang nhân thể nhé. Để rồi mình cất, mình dùng dần. Cái quan trọng nhất là cái nước nộm này. Đấy. Cái nước thì mình pha sẵn rồi, mình không muốn pha lại nữa bởi vì có quá nhiều video mình quay cái pha nước này rồi. Thì nữa mình sẽ để ở phần mô tả nhé, các bạn vào phần mô tả các bạn xem. Có nhiều bạn thì hoặc là những chị em nhiều tuổi thì không biết phần mô tả chỗ nào. Đấy thì mình giới thiệu lại là cái phần mô tả là cái phần mà ở cái dưới cái video có cái mũi tên nhỏ nhỏ thì các bạn các chị tích vào đấy thì nó sẽ ra cái phần mô tả nhé. Đấy, trước khi vào chế biến món này thì mình sẽ thái hành tây trước. Mình thái hành tây để mình ngâm vào cái nước đá này để cho nó giảm bớt cái độ hăng đi. Cái nước đá thì mình cho vào thì mục đích của mình là giảm độ hăng này, và thứ hai là để cho cái hành tây của mình ăn nó sẽ giòn. Đấy, mình thái hành tây trước nhé. Các bạn có thể thái ngang mỏng, các bạn có thể thái dọc tùy. Mình thấy dọc thì mình trình bày thì nó ăn sẽ giòn hơn. Đấy, thì mình thái dọc. Các bạn là món này các bạn thái hành tây thấy mỏng thôi nhé, không thấy dày. Thấy dày ăn nó vừa hăng mà nhìn nó lại không đẹp. Đấy, mình cho luôn vào bát đá nhé. Mình cho nửa củ hành tây thôi. Ngâm cái hành tây vào nước đá thì các bạn phải cho nhiều đá một chút, làm sao mà khi mình thò tay vào mình thấy nó lạnh buốt. Đấy, và khi nào mà đá nó tan hết rồi nhá thì các bạn phải bỏ ra được. Bây giờ mình sẽ thái cái khế. Cái món này thì các bạn có thể dùng thêm cái chuối xanh nhá. Đấy, mình có một quả chuối xanh mình mua, mình không mua cái chuối bởi vì dứa thì mình cho 1/4 thôi. Cho chuối xanh vào cái món này ăn cũng rất là hay. Cà rốt thì các bạn có sấn thì các bạn dùng cái sấn nhé, không có thì các bạn dùng dao bạn thái bình thường. Mình sấn như này xong rồi mình thái mỏng ra. Nói chung là hình thù thì hình dáng thì các bạn thấy thế nào thì nó đẹp thì các bạn thái thôi. Mình cho thái xong cho hết luôn vào chậu nhé. Sau khi thái xong mấy thứ rồi thì mình sẽ đi thái cái thịt bò này. Thịt bò thì đây là dọc thớ các bạn nhé. Các bạn thái ngang thớ để cho nó khỏi dai. Bò mà thái dọc thớ là rất là dai các bạn nhé. Mình cũng thái mỏng mỏng thôi, mình không thái dày nhé. Đấy, sau khi mình thái cái thịt bò mỏng rồi thì bây giờ mình sẽ đem xào tái qua nhé. Đấy, xào tái qua để một tí để cho nó nguội. Đấy, bây giờ mình sẽ xào tái qua cái thịt bò này. Cái thịt bò này thì nữa mình cho vào nước nộm. Đấy, mình bóp, mình không cần phải cho gia vị đâu, mình chỉ xào tái qua thôi. Các bạn nhớ là cái riêng thịt bò các bạn xào nửa càng to càng tốt nhé, xào nhanh. Đấy, để cho nó thịt bò nó tái thì nó sẽ mềm, nó không bị dai. Các bạn càng xào lâu thì các bạn bò nó càng dai.
Đấy, mà ăn nó không ngon, nó không ngọt. Bây giờ mình sẽ cho bò đảo này. Đấy, mình chỉ đảo qua thế này thôi. Đấy, tái miếng thịt bò cái mà là mình cho ra nha, mình tắt bếp mình cho ra. Chứ mình không xào lâu thì thịt bò nó dai mất. Đấy. Như thế này thì chỉ là mình còn bóp vào cái nước nộm cơ. Ok, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Như thế này thì thịt bò nó mới mềm được các bạn. Sau khi mình xào thịt bò xong thì một tí thì cái đá của mình ở đây thì nó cũng tan hết rồi. Đấy, như hành tây như thế này là được nhá. Đấy, nhìn nó trong trong như này các bạn nhìn này. Đấy. Nó phải trong như này nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ đi đổ ra để cho nó ráo nước. Đấy, sau khi mình đổ hành tây ra ráo để ráo nước một tí rồi, mình sẽ cho cái nước này vào đây nhá. Cái hành tây mình phải bóp trước. Đấy. Thì thứ nhất là nó ngấm, cái hành tây nó ngấm rất là khó. Đấy, mà mình bóp trước được thì nó không ngọt, không bị hăng. Mặc dù lúc đá mình cũng ngâm rồi, nhưng mà mình nên bóp trước. Các bạn trộn nhé, mình nói là bóp thì nó hơi ấy, mình trộn thôi. Đấy, mình trộn thế này, trộn kỹ, khi bóp thì nó nát mất cái hành tây này ra. Đấy, dập nó sẽ thì nó rất là xấu. Ok, sau khi mình bóp kỹ rồi, mình sẽ đổ nước vào cái chậu nguyên liệu mình thái ở đây. Sau đó bây giờ mình sẽ, cái bò nó nguội rồi, mình sẽ cho nốt bò với rau thơm nạc vào đây là được. Cái món này thì các bạn có thể cho thêm chuối xanh, dưa chuột. Đấy, các bạn tùy ý nhé. Các bạn thích ăn rau cỏ nhiều thì các bạn cho thêm rau vào. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít nước nữa để cho nó ngấm vào cái thịt bò. Và cái công đoạn tiếp theo là mình cho cái rau thơm, rau mùi vào. Rau này thì các bạn thích ăn nhiều các bạn cho nhiều, ăn ít cho ít, thì mình cho nhiều quá thì màu nó sẽ xấu. Các bạn nhìn món rất là ngon. Nếu mà bóp xong thế này mà các bạn mà muốn ăn ngay thì các bạn cứ trộn kỹ một tí, không có thì các bạn để khoảng độ 3-4 phút, 5 phút cho nó ngấm. Đấy, xong các bạn cho ra đĩa. Đấy, sau khi mình trộn đều cái này nó ngấm rồi thì mình sẽ cho ít vừng vào đây nhé. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa. Cho ra đĩa thì mình phải cho cái rắc một ít nạc rang lên trên. Thì không trộn nạc ở đây, và trộn nạc ở đây thì ăn nó sẽ không được ngon, nó ỉu mất. Đấy, mình bốc một ít xong rồi mình cho một lần nạc lên trên. Đấy, xong mình lại tiếp tục mình bốc tiếp, còn đâu mình bốc tiếp mình cho. Đấy, chứ mình không trộn nạc vào nhé, vừng thì có trộn được nhưng mà nạc mình trộn nó ỉu không ngon, không trộn. Bốc thì các bạn bốc ở khi bốc ra thì các bạn bỏ bớt cái nước đi nhé. Đấy, chứ bốc mình này bởi vì mình trộn nó đã ngấm rồi. Ok, bây giờ mình sẽ rắc thêm ít nạc lên trên nữa. Đấy, vậy là mình đã hoàn thành cái đĩa nộm bò bóp thấu rồi. Rất là ngon, màu sắc rất là hài hòa. Đấy, màu xanh có của rau. Đấy, màu đỏ cà rốt. Đấy, rất là nhiều màu sắc. Thì chúc các bạn thành công với món nộm bò bóp thấu này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phùng Tấn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.